Chỉ còn hơn một tuần nữa cùng với cả nước, hơn 1.700 thanh niên của Bà Rịa Vũng Tàu sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023. Năm nay, trong tổng số 1.450 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, có hơn 400 thanh niên được biên chế về huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Trung đoàn Minh Đạm đứng chân trên địa bàn huyện Long Điền đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên sẵn sàng tiếp nhận và huấn luyện tân binh đạt được chất lượng cao nhất. Để chiến sĩ trẻ có cảm nhận thoải mái gần gũi về môi trường quân ngũ, Trung đoàn Minh Đạm đã đầu tư trang trí khuôn viên doanh trại thật tươi sáng với nhiều hoa lá cây cảnh. Đối với công tác À, chuẩn bị cho cái huấn luyện chiến sĩ mới thì à, đến giờ phút này chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong tất cả hệ thống giáo án bài giảng rồi à, thao trường bài tập à, cũng như là con người tổ chức tập huấn rồi để chuẩn bị cho cái huấn luyện chiến sĩ mới à, tất cả cán bộ chiến sĩ cũng ở một cái tâm thế à, ra quân trong năm mới vui tươi à, và quyết tâm hoàn thành tốt cái nhiệm vụ Quân luyện chiến sĩ mới năm 2023. Các giáo viên đảm nhận giảng dạy chính trị được yêu cầu biên soạn giáo trình, giáo án sao cho phù hợp với nhận thức của các chiến sĩ trẻ, giúp các tân binh nhận thức được vai trò trách nhiệm của người thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cũng là truyền được niềm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương Bà Rịa Vũng Tàu. Năm nay, tất cả các đồng chí chính chính trị viên cũng đã là chuẩn bị một số đề án về nội dung công tác đảng thanh trị đặc biệt là đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng à, kèm theo đó là xây dựng những cái trò chơi chính trị để các đồng chí chiến sĩ là có một sân chơi có một tinh thần vừa chơi vừa học đó là để củng cố hơn về kiến thức à, kèm theo đó là những cái buổi giao lưu văn hóa văn nghệ tại đơn vị cũng như là các tri đoàn kết nghĩa của các huyện thị. Hai tiểu đoàn được giao nhiệm vụ trực tiếp huấn luyện chiến sĩ mới là tiểu đoàn 440 và tiểu đoàn 500 đã tập trung chuẩn bị các mô hình học cụ, thao trường, bãi tập. Và trung đoàn cũng đã chủ động trong công tác chuẩn bị cái thao trường, bãi tập và mô hình học cụ để đảm bảo cho huấn luyện chiến sĩ mới để đạt được cái kết quả cũng như là là có cái tính chủ động không để bị động trong quá trình là chiến sĩ mới vào về hậu cần trung đoàn Minh Đạm duy trì các khu vườn tăng gia đồng thời chuẩn bị thêm các khu vực gieo trồng mới để ngay khi các chiến sĩ mới đến huấn luyện sẽ cùng gieo trồng chúng tôi được nhận thêm nhiệm vụ của trung đoàn là chuẩn bị vườn tăng gia sản xuất về phân giống nhằm đảm bảo cho chiến sĩ mới chuẩn bị nhập ngủ sẽ có được sau khi vừa nhập ngủ thì sẽ có giống để xuống cấy và đảm bảo rau để phục vụ cho bữa ăn uống của toàn bộ tiểu đoàn. Năm 2023, Trung đoàn Minh Đạm huấn luyện hơn 440 chiến sĩ mới cho các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh. Tại hai cơ sở, Trung đoàn Minh Đạm và tại Đại đội Trinh sát thuộc địa bàn xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, mọi khâu chuẩn bị đón nhận chiến sĩ mới đã hoàn tất và Trung đoàn đã sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất cho chiến sĩ mới yên tâm học tập, huấn luyện, sinh hoạt.